Xin kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi tạp chí thể thao và cuộc sống của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Tạp chí tuần này với chủ đề về môn bóng bàn. Phần đầu chương trình sẽ điểm qua 5 điều cần biết về môn bóng bàn. Mục chỉ dẫn: huấn luyện viên Ngô Trường Giang, câu lạc bộ bóng bàn Trường Giang, thành phố Hưng Yên hướng dẫn kỹ thuật gò bóng kết hợp với giật bóng xoay xuống, góc phải, góc trái. Đây là một trong những kỹ thuật cơ bản trong môn bóng bàn mà người chơi cần phải nắm vững. Cuối chương trình, mục câu chuyện thể thao có phóng sự phong trào bóng bàn phát triển sôi nổi ở phường Bạch Sam, thị xã Mỹ Hào. Bóng bàn là bộ môn thể thao phổ biến và rất được yêu thích hiện nay bởi dễ chơi, dễ tập, phù hợp với các lứa tuổi khác nhau. Để quý vị và các bạn nắm rõ hơn về môn thể thao thú vị này, sau đây chúng ta cùng điểm qua 5 điều cần biết về môn bóng bàn. Bàn bóng bàn được sử dụng tập luyện và thi đấu hiện nay được thiết kế có hình chữ nhật với chiều dài tiêu chuẩn bằng 2,74m, chiều rộng tiêu chuẩn 1,525m và chiều cao so với mặt đất bằng 0,76m. Mặt bàn bóng bàn là một mặt phẳng và phải song song với mặt phẳng nằm ngang. Cọc lưới bóng bàn là dụng cụ dùng để chia bàn bóng thành hai nửa bằng nhau. Độ cao tiêu chuẩn của lưới bóng bàn là 15,25cm và vuông góc với mặt bàn. Vợt bóng bàn dùng tập luyện và thi đấu được thiết kế gồm có hai phần. Phần cốt vợt bóng bàn thường được làm bằng gỗ hoặc bằng các chất liệu tổng hợp như carbon. Mặt vợt bóng bàn được dán một lớp mút gai thuận hoặc ngược tùy vào sở thích và sở trường, kỹ thuật, chiến thuật của mỗi người chơi bóng bàn. Mặt vợt bóng bàn có hai màu là đỏ với đen và thường để phân biệt mặt vợt ở mỗi bên thì có một mặt đỏ và một mặt đen trên cùng một cốt vợt bóng bàn. Quả bóng dùng để chơi bóng bàn được làm từ chất dẻo, bên trong rỗng và có dạng hình cầu. Đường kính tiêu chuẩn của quả bóng bàn là 40mm với độ dày nhỏ hơn 0,85mm và trọng lượng từ 2,68 đến 2,77g. Sân thi đấu bóng bàn được thiết kế có hình chữ nhật với chiều dài 14m, chiều rộng tối thiểu 7m và chiều cao của dàn đèn chiếu tối thiểu 4m. Trong các cuộc thi đấu, phải đảm bảo quanh sân thi đấu không được có nguồn sáng chói và mặt sàn không được phủ màu trắng, tránh ảnh hưởng tới khả năng thi đấu của vận động viên. Kỹ thuật gò bóng kết hợp với giật bóng xoay xuống góc phải, góc trái là một trong những kỹ thuật cơ bản trong môn bóng bàn mà người chơi cần phải nắm vững và thực hiện thuần thục trong một trận đấu bóng bàn. Ngay sau đây, huấn luyện viên Ngô Trường Giang, câu lạc bộ bóng bàn Trường Giang, thành phố Hưng Yên sẽ hướng dẫn chi tiết kỹ thuật này. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn động tác kỹ thuật gò hai bên, gò bên phải bên trái kết hợp với cả gò bên trái lé giật xoay xuống bên trái và gò bên phải kết hợp giật xoay xuống bên phải. Kỹ thuật cơ bản gò bóng có nghĩa là quả bóng sang mình sẽ tiếp xúc 2/3 bên dưới của quả bóng để trả lại bóng sang bàn đối phương. Động tác mặt vợt nghiêng khoảng 30 độ, chúng ta sẽ tiếp xúc vào bóng sang, chúng ta tiếp xúc vào 2/3 bóng bên phía bên dưới quả bóng để trả bóng sang. Sau đó đây là gò cơ bản, sau đó chúng ta sẽ lé di chuyển bước chân, lé di chuyển và để giật bóng xoay xuống. Bóng xoay xuống thì tôi xin nhắc lại là bóng xoay xuống mình sẽ giật cũng giật 2/3 bóng bên dưới như động tác cơ bản giật bóng xoay xuống. Hai phần tiếp xúc, cái điểm tiếp xúc là tiếp xúc 2/3 phần bên dưới của quả bóng. Sau đây tôi sẽ thực hiện động tác ngoài bàn này, gò này, lé này, giật bóng xoay xuống này, gò này, lé này, giật bóng xoay xuống này, gò, lé, giật bóng xoay xuống. Tương tự chúng ta sẽ thực hiện bên phải cũng như vậy, tiếp xúc quả bóng 2/3 bên dưới, gò phải này, giật này, gò phải này, thu chân phải về sau, giật này, bước chân phải lên phía trước này, gò, thu chân phải, giật này. Điểm tiếp xúc cũng không khác gì bên góc bên trái, cũng 2/3, giật bóng xoay xuống, cũng 2/3 phía bên dưới của quả bóng, mình giật, kéo bóng lên, tạo ma sát, kéo lên, gò, giật, gò, giật. Thì sau đây xin mời hai bạn học viên sẽ vào thực hiện động tác ngoài bàn trước. Gò, nè, giật lên, hạ xuống. Gò bên phải, kéo sang thực hiện bên phải, bước chân phải lên, gò, kéo chân phải về, gần, bước, thấp chuẩn xuống, dưới mặt bàn. Gò, như bạn Đức này, mình gò này, khi quả bóng đến đây này, mình phải di chuyển hết rộng động tác ra,
mình giật dứt khoát bóng lên nhá. Gò không được đứng gần nha. Gần nha, của bóng nó vào lách mình không thể giật được. Gò này, di chuyển dứt khoát ra. Giật đúng động tác. Di chuyển rộng ra. Rồi, bên phải thế. Bước dứt khoát chân phải lên. Bước dứt khoát chân phải, gò xong rồi nhảy về, giật hạ xuống này, bước này dứt khoát chân phải lên. Gò. Rồi. Lưu ý Thiện này, cố gắng bước nhanh chân phải lên một chút. Bước nhanh chân phải. Sau đây tiếp theo tôi sẽ hướng dẫn động tác là gò trái, gò phải và giật bên góc phải. Tôi bắt đầu thực hiện động tác kỹ thuật này. Gò trái này, gò phải này, lùi lại này, giật lên này, nhảy sang này. Gò trái này, gò phải này, lùi lại này, giật sang này. Gò trái này, gò phải này, lùi lại, giật lên này. Gò trái này, gò phải này, lùi, giật lại. Gò trái này, gò phải này, giật này. Gò trái này, gò phải này. Gò trái này, gò phải này, giật. Gò trái này, gò phải này, giật. Gò trái này, nhảy sang phải ngắn, lùi lại giật phải. Rồi. Ma sát này tốt. Rồi. Rồi. Cố gắng động tác mình không giật quá dài ra này, nó thành động tác thừa rất nhiều. Mình chỉ đến đây này, vừa động tác này không, mình không bay tay sang đây này, vừa đến đây này. Cái thứ hai, khi mình di chuyển sang phải này, cố gắng cúi người về phía trước, lao người về phía bên bàn đối phương này, giật cho nó mềm mại ra. Mình không ngửa người, không được ngửa người giật ra, quả bóng nó sẽ không mạnh được ha. Mời bạn Thiện vào thực hiện kỹ thuật. Hai tay trái, trái này, ngắn phải này. Rồi. Động tác của bạn Thiện là tiếp xúc bóng là tốt. Chỉ lưu ý mỗi chỗ bạn Thiện là hơi cúi người, đổ người về phía trước một chút thôi. Mình đừng có đứng đơ, cứ thật thẳng cái lưng này ra qua. Nhìn quả bóng nó rất cứng, cố gắng mình hơi cúi người, mình đổ người về phía trước mình giật. Thì quả bóng nó sẽ mềm mại, nó sẽ mạnh hơn. Bây giờ mình sẽ thực hiện động tác lưng cao, có nghĩa là mình sẽ phối hợp cả vừa gò bên phải vừa bên trái. Sau mình lé một góc bên trái để mình xoay xuống. Sau đây tôi sẽ thực hiện động tác này. Gò phải này, lé gò trái này, di chuyển giật bóng xoay xuống đấy, ta hết một động tác này, lại này, gò phải này, gò trái này, nhảy này, giật bóng xoay xuống này, gò phải này, nhảy về gò trái này, nhảy giật bóng xoay xuống này, gò phải này, gò trái này, nhảy giật bóng xoay xuống. Đấy là với động tác mình gò bên phải và gò trái và lé ra giật bóng bên góc trái. Sau đây tôi sẽ thực hiện là mình sẽ cũng gò hai điểm và mình sẽ giật bóng bên góc bên phải. Trước tiên chúng ta này, gò trái này, nhảy lên gò phải này, nhảy lại giật phải này. Gò trái này, gò phải này, nhảy ra giật bóng xoay xuống này. Gò trái này, gò phải này, giật bóng xoay xuống này. Gò trái này, gò phải này, giật bóng xoay xuống này. Đấy, sau đây xin mời hai bạn động viên vào thực hiện. Gò phải, gò trái, lé ra giật, đúng rồi. Nhảy về gò phải, gò trái, giật, gò phải.
Rồi, mình lưu ý cái động tác gò giật góc trái của bạn Đức này. Bạn Đức cố gắng là mình phải di chuyển rộng sang bên phải một chút, bước dài sang bên phải chứ mình không di chuyển ngắn như này ý ạ. Gò phải mình bước rộng sang bên này, xong mình mới về đây, mình mới nhảy sang đây. Chứ mình không thể gò ngắn như này được, bóng là bóng thế này thì mình cố gắng mình di chuyển sang đây nhá. Nhảy góc trái, phải này, trái. Nhảy ra, rồi nhảy rộng sang phải. Bước sang phải lên, rồi, tốt. Gò trái, rồi. Ok, cái động tác của bạn Thiện thì cố gắng mình nhảy bằng mũi trên bàn chân đấy nhá, đừng nhảy bằng gót chân, cố gắng mình nhảy mũi bàn chân này. Lấy cái mũi bàn chân này nhảy lên. Thế là Thiện thực hiện cái bước bên phải, qua trái trước, qua trái, qua phải, giật lùi lại, nhảy giật, đúng rồi, nhảy sang, nhảy kiểu con bốc di chuyển ngang ra, đúng rồi, đấy, thế, rồi, nhảy lên, đúng rồi, thế, rồi, tốt. Phải. Rồi. Ok. Bắt đầu thực hiện gò phải trước này, nó chậm à, gò phải này. Bước chân phải lên. Gò trái. Né ra. Giật lên, nhảy về. Trái. Rồi. Chậm rồi. Gò trái. Tốt. Phải. Phải này. Trái này. Nhé. Rồi. Phải. Rồi. Thưa quý vị, từ nhiều năm nay, môn bóng bàn được nhiều cán bộ công chức và người dân ở phường Bạch Sam, thị xã Mỹ Hào lựa chọn tập luyện để rèn luyện sức khỏe, qua đó góp phần phát triển sâu rộng phong trào thể thao quần chúng tại địa phương. Đều đặn vào buổi chiều hàng ngày, ông Đào Văn Thành cùng với nhiều người dân yêu thích bóng bàn ở phường Bạch Sam đến nhà tập bóng bàn của phường. Năm nay đã ngoài 70 tuổi, song ông Thành vẫn duy trì tập bóng bàn thường xuyên. Đây là môn thể thao phù hợp với lớp người cao tuổi. Mặt khác, giúp ông Thành có thêm niềm vui tuổi già. Phường Bạch Sam này đã tổ chức được lên những ngày có câu lạc bộ để chúng tôi rèn luyện được, để có những khí thế, có chân chơi cho những người cao tuổi. Không chỉ có người cao tuổi, môn bóng bàn còn thu hút nhiều thanh thiếu niên ở phường Bạch Sam. Trong đó, có một số trẻ em được phụ huynh đưa đến nhà tập để tập luyện bóng bàn sau buổi học trên lớp. Sau giờ học, cháu rất thích chơi bóng bàn, cháu đến chơi bóng bàn cùng các bác các chú rất là tốt. Cháu được các chú dạy rất tốt, bây giờ cháu đánh cũng rất tốt. Hiện nay, phường Bạch Sam có trên 30 người ở các lứa tuổi, ngành nghề khác nhau tập bóng bàn thường xuyên. Nhằm đẩy mạnh phong trào, đầu năm 2022, Ủy ban Nhân dân phường thành lập câu lạc bộ bóng bàn gồm 20 thành viên, đồng thời tạo điều kiện về cơ sở vật chất, dụng cụ tập luyện cho người dân đến nhà tập chơi bóng bàn. Người tập trước dạy cho người tập sau. Vì thế câu lạc bộ bóng bàn phường Bạch Sam ngày càng phát triển và thu hút thêm các thành viên. Từ cái nhận thức và ý nghĩa của cái rèn luyện thể thao cũng được sự quan tâm của lãnh đạo Đảng ủy Ủy ban, thì đến nay thì là cái hoạt động của câu lạc bộ rất đều đặn và được bà con nhân dân cũng như các cán bộ công chức là rất là ủng hộ. Những câu lạc bộ bóng bàn quần chúng như tại phường Bạch Sam rất cần được nhân rộng để tạo các sân chơi thể thao lành mạnh, bổ ích cho người dân địa phương, góp phần thực hiện hiệu quả cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại. Những hình ảnh vừa rồi đã khép lại tạp chí thể thao và cuộc sống số này của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.